là thương yêu, vân vân. Thì nó gọi là, tí nữa tôi sẽ cho các chị từng chỉ tiêu để đạt. Cho nên năm nay, tổng kết cuối năm 2020, tập thể chúng ta đã có một thành tựu do tất cả mọi người đóng góp. Đó là lợi nhuận âm cả nhà 20 tỷ. Tức là chúng ta chủ động lỗ. Nhưng năm nay là năm đại thắng vì khách hàng tăng 40%, độ quay lại 78%, sản phẩm đã tăng thêm 2 sản phẩm. Nhưng mà nó có lẽ đầu tư vào sản phẩm thì làm sao có lãi các bạn ạ. Và cái đại thắng của chúng ta đó là nhân sự đã ổn định, bộ máy xong, sang năm chúng ta sẽ lãi bằng 4 lần năm nay. Cái thằng dài hơi, thằng quái kiệt là thằng như vậy. Những công ty mà lãi càng to là công ty biểu hiện sắp chết. Đó là sự ngu xuẩn của lũ đầu tư chứng khoán. Thấy lãi thằng này blue chip, đó là penny stock các bạn ạ. Thằng sắp chết đấy còn ạ. Bước vào bước vào. Mà cái thằng mà nó chủ động lỗ mới là thằng dài hạn. Tí tôi vẽ sơ đồ cho các bạn coi. Các chị ạ, cho nên đời người cũng thế. Ra trường 64 thằng ở lớp tôi, đến ngày hôm nay 63 thằng thành mọi hết. Duy nhất Lê Tầm Dương thành công. Lùi. Cậu lên thứ trường này, cậu nhìn tôi, tôi bỏ mẹ mày đợi đấy. No Pakazi, mày đợi đấy. Cuối đời mới làm biết thằng nào. Tôi đã cuối đời đâu. Cậu ngu lắm, các bạn ạ. Chỉ tập trung vào chiến thuật, đời nhìn không quá hàng rào. Cho nên là tôi nói các bạn nữ đừng có buồn thôi. Các bạn nữ thì khó lắm nếu không ủy quyền cho nam. Các bạn ạ. Còn nữ muốn thành công thì phải nam hóa đấy, tức là nam tính. Bởi vì cái tầm của nữ thường nó bị ngắn, mà cái tầm ý thì nó quyết định bởi cái tư thế đi đái. Đái ngồi trên tầm thấp. Mà để giải quyết chuyện này thì mỗi lần chị đi đái, chị leo lên kia rồi. Chị phi xuống, nâng cầm lên đùi phải, chị làm một cách mạng lưng đấy luôn. Cho nên bây giờ hết giờ thì mong em bắt đầu từ mai leo lên tầng 2 đấy, phi xuống. Trong có điên mà làm gì dẹp ra về chương trình nâng tầm. Cho nên ở đây là chiến lược mà đại thắng nhất của một tập đoàn xứng đáng đến Đà Lạt để picnic. Nếu các bạn thắng lợi ở chiến lược nền tảng, các bạn sai nghiêm trọng khi các bạn chỉ có một chiến lược tăng trưởng. Với cái lực lượng quân thế này, tôi khẳng định 3 năm nữa là các bạn về mò. Bởi vì người thì già đi, trình độ thì thấp xuống. Chưa một thằng ôn vật cử nhân nào sau 2 năm mà kiến thức không phải lớp 12. Một là kiến thức còn nguyên nhưng mà bối cảnh dịch chuyển không dùng được. Hai là bản thân cấu tạo bộ não nó không cho mày giữ lại. Chưa thằng ôn vật nào thạc sĩ sau 3 năm không phải lớp 12 dạy con không nổi. Chưa mà thằng ôn vật tiến sĩ nào sau 6 năm mà kiến thức không phải lớp 12. Mà nó cầm cái bằng tiến sĩ nó mài nó ăn như là mài sừng tê giác, nó láo. Rồi nó ngồi nó khỏe thầy chém mưa chứ chồng em tiến sĩ, thầy gọi chồng vào ra đây. Tôi quất cho 2 quất là xong. Ngày nào cũng phải như đang học tiến sĩ thì may lắm mới giữ nghề được. Ok. Mày khuẩn khoảng với ta, mày chết chứ con này. Cho nên ở đây thì các anh chị chú ý cho. Mà trong một năm mà thế nào cả hai cái chiến lược này đều ăn thì các anh chị không còn đối thủ. Và đây là cái sai lầm lớn nhất của Việt Nam. Năm nào cũng chỉ đi kiểm tra xem GDP tăng bao nhiêu phần trăm, trong khi đó không bao giờ đề cập đến các chỉ tiêu nền tảng cả. Cho nên là tăng trưởng rất mạnh nhưng nền tảng thì hụt hơi và đứng về xu hướng chết rồi. Người ta gọi là chỉ tiêu xu hướng. Cái gì ạ? Vậy thì công ty các bạn tổng kết cuối năm thì nó sẽ có 4 mục, trong đó 1 mục là tăng trưởng và 3 mục tí tôi nói cụ thể là xu hướng. Cái gì ạ? Cho nên một người nó giá trị là ở xu hướng đó, chứ không ai người ta nhìn một thằng đực ngon lành ở trạng thái tĩnh cả. Các bạn gái đã lấy chồng sai nghiêm trọng và chỉ tiêu tuyển cho đào Harvard, nó vào nó phỏng vấn vứt mày bằng cấp đi. Tao thấy mày có xu hướng là có mục đầu ra chắc cũ. Còn cái loại mà đi làm để cần 2 chữ bình yên, em đi làm chuyện nuôi vui chồng em nuôi, loại đó mà không đuổi thì công ty quá ngu. Ok, hết xu hướng rồi.
Hiểu cái gì tôi hỏi ai là tôi đang nói người đó đấy. Ngồi như một đống kể nghe già cái thái độ. Tại đi nhìn là biết à, làm tiến sĩ mà hết khát vọng biết, tiến sĩ mà hèn biết, không hiểu gì cả mà dám làm nhân sự, đúng không? Ai làm nhân sự? Không có ba, chắc chắn phải có một thôi, chỉ được ra thế này. Chứ làm giảm biên chế có giảm mẹ được đâu. Nó khó ở chỗ này, này. Ai sẽ bị giảm? Mà chỉ tiêu nó rất là rõ, nó có học mẹ đâu, nó nói đến tình. Nhưng cái khốn nạn nhất là ai ký giảm, cho nên là giảm ai và ai giảm. Các bạn, nếu mà đưa đúng chuẩn cán bộ thì cái thằng mà ký giảm người ta, thằng ấy phải đuổi đầu tiên. Các bạn, cho nên tôi cần em chỉ đích danh chú nào đấy. À, em đừng có bóng gió thế nhé. Mẹ xúc phạm người già. Tôi cần các chị hiểu cái đó. Tôi đích cần nội dung chiến lược. Cái điểm không xong nó bày đặt. Các chị đang giải quyết vấn đề chiến thuật. Các chị ạ. Vì các chú sai hoàn toàn về chiến lược. Các chú rất giỏi chiến thuật. Thế là đêm vừa rồi, mẹ con vợ nằm cạnh 12 giờ đêm, tự nhiên thấy đạp đạp cái gì. Sao anh giỏi thế? Mẹ 12 rưỡi thì ngủ mẹ đi, mẹ khen anh cũng mà khen cả đời. Thực ra hắn đạp về mục đích khác. Mình phải loe. Tôi có giải thích vợ đâu không hiểu. Tôi đưa cho vợ tôi ngập ngụa, trong lớp này hiện nay 4 tầng đệ tử thôi. Cô ấy coi cho nó như con nên làm sao tôi nói dối rồi. Thằng chồng mày đi mày mua đâu, nhanh. Thế là nó đi nó làm thủ tục hết. Cái ngày sinh nhật tôi tặng mẹ với không bị ở trong có cái chìa khóa nhà. Cái chìa khóa nó giải thòng của Tây Ban Nha. Thế con vợ giả ra có cái gì ạ? À? Tiền tôi làm gì có chuyện tôi đưa tiền cho vợ rồi. Mẹ đưa tiền cho vợ là đưa ngân vội rồi. Còn đây là tiền mới bản thân. Một cái nhà là cái gì? Thế là bắt đầu nhắn tin cho tôi. Ui mày, anh tặng em cái nhà ấy. Mà cái nhà anh thích ấy, chơi ngốc nhỉ. Thế là hai đêm liền không ngủ tí nào. Nhắn tin cho tôi cho chồng xem. Tôi mẹ không hiểu sao mà hai đêm mà không ngủ được. Vì cái giống đàn bà nó thấy tiền tự nhiên nó có phản ứng cười. Các bạn hay lắm. Vì tầm nhìn ngắn là đấm không đúng mục tiêu. Các bạn ạ. Ok. Cho nên ở đây các chị hình dung là cái khái niệm nó phải rất là rõ. Chiến lược có hai chiến lược. Ok. Bây giờ tiếp tục. Nếu xét theo cấp độ mà mỗi cấp độ nó lại có hai chiến lược về bản chất. Một cái công ty như Lên Nam, tôi nhìn các chị, tôi không nhìn các chị tăng trưởng mấy trăm tỷ một năm đâu. Tôi nhìn cái kinh khủng nhất là cái nền nhà của các chị ấy. Nếu cái nền mà tăng trưởng thì sang năm các chị không có cửa thua. Các chị ạ. Còn nếu các chị khoe tôi tăng trưởng thì các chị chết rồi. Cái tăng trưởng ấy nó đặt trên một nền tảng, mà nền tảng ấy tác dụng rồi. Thì sang năm chỉ có chết thôi. Tí tôi vẽ rất cụ thể. Đó là những tư duy dành cho cái lớp này. Vì các chị vào đây là tinh hoa của công ty rồi. Mỗi người phải nhận thức như vậy. Trong đó đặc biệt gia đình các bạn cũng vậy. Các bạn đừng khoe mẽ. Khi thắng lợi lớn nhất là tín hiệu mọi nhân tố hết tác dụng rồi. Nó chỉ có cắm đầu xuống thôi. Các bạn ạ, ngây thơ lắm. Ngây thơ lắm. Cuộc đời chỉ được kết luận khi đóng nắp quan tài. Đó là châm ngôn của người Đức. Ngồi kêu vợ chồng em hạnh phúc, thằng chồng em quản lý, không thể cưỡng lại được. Ngây ngá, ngây ngủ. Đời đó, khi nào chồng mày chết, ít nhất là ba em đến xin chịu vàng. Không đơn giản như thế đâu nhé. Và vẫn cấp độ 1, chiến lược công ty. Đó. Do tổng giám đốc phải làm, trình cho hội đồng quản trị. Vớ vẩn, tổng giám đốc là thằng làm thuê, nói nhiều.
chiến lược thứ hai, từ chiến lược công ty thì nó ra cái gì ạ? Chiến lược cạnh tranh, người ta còn gọi là chiến lược cấp công ty con đấy các bạn ạ. Chiến lược cạnh tranh, công ty phải đạt 900 tỷ cho 3 năm nữa, làm thế nào đạt được thì đó là chiến lược cạnh tranh. Mày dùng lối đá nào để mày luộc? Hai chiến lược này độc lập và nó yểm trợ cho nhau. Chiến lược cạnh tranh để hầu hạ cho chiến lược công ty. Đằng này vẽ chiến lược công ty để vẽ cho nó vui. Mày là Tôn Ngộ Không mà. Mày làm thế nào cho nó ra được 900 tỷ? Mày nói rằng tao tin, tao chết liền. Tao bắt mày phải tin. Khi lính nó tin thì nó tạo ra động lực. Động lực là do bố mày tin, cho nên bố mày mới đầu quân cho nên làm. Và Covid lương bằng không, bố mày vẫn làm. Đó là động lực. Còn hàng ngày đi làm thì nó làm có lúc cao, có lúc thấp thế này. Nhưng nó chạy xung quanh cái sóng chính động lực này. Thì cái sóng này này, sóng này này, thì nó gọi là cảm hứng. Cảm hứng và động lực là hai chuyện hoàn toàn khác nhau các bạn ạ. Thế mà nó dám đi dạy cái lớp tạo động lực. Thằng họ quái lưng và đấm lưng thằng kia, thằng chó vớ vẩn. Đấy là cảm hứng chứ không phải động lực. Động lực là cái từ bên trong các bạn. Động lực là thứ dài hạn. Tao có một niềm tin mãnh liệt là tầm nhìn công ty để sẽ đạt. Cho nên là Khổng Minh biết chắc chắn nếu bị thua. Nhưng do cái nhân bản của anh ta quá cao, cho nên Khổng Minh quyết định chọn Lưu Bị để thò. Các bạn ạ, người ta đã chọn thì người ta chết người ta cũng làm. Ngày hôm qua hai em lên TV nổ, trong thời Covid bọn em kiên quyết không đuổi công nhân. Các bạn lưu ý trong đó ba công ty rất tuyệt vời, trả lương cho nó lên nó trả lại tổng giám đốc. Bọn em có làm gì đâu ngoài em lĩnh lương, bọn em xin chấp nhận làm không được và chết em cũng không bỏ. Ok, vì niềm tin mãnh liệt của họ là tầm nhìn cái chỉ sẽ đạt được, vì nó từ trong bụng vậy đó các bạn ạ. À, đó là động lực. Còn vợ tôi nó có một niềm tin chắc chắn rằng tôi không phản thông đâu, chắc chắn rằng và tôi phải minh chứng. Tiền bạc đưa dành. Mẹ các bố thì mẹ có tiền xấu lập quỹ đen. Cái khốn nạn nhất cuộc đời thằng đàn ông là thằng chuyên đi ăn cắp thu nhập của chính mình. Mẹ của mình là thật thò. Cho nên hai vợ chồng ở cùng công ty, mẹ đời thằng Đức còn có một nửa cuộc đời thôi. Mẹ giấu khó lắm. Thế nào công chúa, đúng không? Tôi đang hỏi chuyện khác. Khi em có niềm tin, tôi không phản thông em. Được minh chứng và trải nghiệm bằng hành vi hàng hóa, thì khi đó động lực trong em cực mạnh. Mẹ hai vợ chồng thằng chồng thu nhập bằng không vẫn sống. Cho nên công ty Nhật thường đã bóc lột công nhân 3 đời chứ không bao giờ 1 đời. Bất kể công ty ở bất cứ tình huống nào, vì người ta có niềm tin là tầm nghĩ, à xin lỗi, tầm nhìn sẽ đạt. Nó là dài hạn. Còn hàng ngày thì các bạn phải đẩy cảm hứng người ta lên. Và cảm hứng của con người khi bước vào công ty, nó sẽ làm năng suất gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp 5 lần. Đó là sự kỳ diệu của Võ Nguyên Giáp. 50 kg nó đẩy gạo bằng xe đạp. Nó đẩy gần như cái dốc đứng thế này. 50 kg. Về mặt vật lý, thằng nào 50 kg đẩy tối đa 50 kg. Nếu đẩy phượng đứng. Thế mà nó đẩy 100 kg. Bác bảo vẫn được đấy con. Cảm hứng 200 kg. Vẫn được 300 kg. Và cái thằng đẩy tổng nhất 450 kg. Sau khi xong chuyến bay đẩy lại để quay phim làm tuyên truyền, không đẩy được. Cảm hứng nó không đạt. Chiến lược cấp 2, chiến lược cạnh tranh. Cho nên ngoài hiệu sách ta bán chiến lược công ty, chiến lược cạnh tranh. Các bố cứ táo hỏa, có hiểu gì đúng. Vậy thì chiến lược các bạn đang lập là chiến lược gì? Mà cái chiến lược chỉ của công ty ấy, nó là chiến lược hô khẩu hiệu. Và đây là cái thất bại nghiêm trọng. Rất tiếc rằng những đòn đánh quyết định nó nằm ở chiến lược cấp kinh doanh, tức là chiến lược cạnh tranh. Và các anh chị có 3 cái công ty con, thì mỗi thằng nó đánh một kiểu để nó hầu hạ
cho cái chiến lược của công ty. Ok. Chiến lược cấp cạnh tranh là do từng thành viên công ty phải lập. Nếu công ty các bạn chỉ có một công ty chứ không có công ty thành viên, thì chiến lược cạnh tranh nó sẽ nằm trong chiến lược công ty, là phần hại của chiến lược công ty. Nhớ nhé. Chiến lược cấp 3. Chiến lược cấp 3 đó là chiến lược cấp chức năng, là chiến lược quan trọng nhất. Và các anh chị sẽ thất bại hoàn toàn nếu các anh chị chỉ có chiến lược cấp công ty. Không bao giờ thành công được đâu. Chiến lược cấp chức năng là gì? Là chiến lược hầu hạ cho chiến lược cạnh tranh. Mà chiến lược cạnh tranh thì hầu hạ cho chiến lược cấp công ty. Ba bộ chiến lược phải trình chức cho tôi nếu tôi là chủ tịch hội đồng quản trị. Đừng nói nhiều. Một tuần họp 50 lần để làm ra ba cuốn này cũng phải họp. Một tháng không nên họp cuộc nào nếu cuộc họp không đạt. Ok. Họp không xấu, nhưng nếu không có nội dung thì đó là vớ vẩn. Ok. Chiến lược cấp chức năng đó là chiến lược nhân sự. Em không nhân sự đâu, mà lên đây. Làm ngay chiến lược nhân sự để hầu hạ chiến lược cạnh tranh. Chiến lược cạnh tranh có rồi để nó hầu hạ chiến lược cấp công ty, để nó biến chiến lược công ty thành hiện thân ngay trên giấy. Không thể cãi được, ta chấp thằng 10 thằng Dương về phản biện không được. Nếu mày phản biện không được thì chắc chắn chiến lược sẽ thành hiện thực. Ok. Thế mày muốn thực hiện chiến lược mày lấy người đâu mày? Mà người nó có bốn loại người, tí tao vẽ ra cái chỉ quan. Mày lấy đâu tao quay? Lời phết. Thằng giám đốc tài chính đó, mày lấy đấy, cứ giao việc lấy rồi cho bà con. Các bạn ạ, chiến lược tài chính. Sáu chiến lược, mày định dùng chiến lược nào? Chiến lược nhân sự, có năm chiến lược, mày dùng chiến lược nào để hầu hạ cho trọ tài chính? Mày phải bảo vệ bằng được, không ta đuổi mày. Vớ vả vậy. Tiếp theo, chiến lược marketing. Một chiến lược có thể nói cực kỳ quan trọng trong điều kiện hiện nay. Mày dùng chiến lược nào mày? Tào lao, tào lao. Marketing 7P. Từng P một. P sản phẩm, P giá, P kênh, kênh phân phối, P con người, P quảng cáo, P quy trình. Các bạn ạ, mày trình cho bố mày từng cái một và minh chứng nó khớp với hầu hạ cho chiến lược cấp cạnh tranh. Cái gì ạ? Tiếp theo, nó là hàng loạt công ty càng lớn thì cái chiến lược cấp chức năng này nó càng chi tiết này. Chiến lược sản phẩm. Mày định chơi đồng hồ mày sản xuất phần mềm của mày tương đương đồng hồ Rolex à? Tao đập vào cái mỏ mày. 100 năm Trung Hoa nó sản xuất toàn hàng đều. Đó là chiến lược của nó. Đi đôi dép 2 ngày bụng. Tao cần cái sản phẩm đó. Cái gì à? Mà tao sẽ lấp vào chính sách giá. Ngoài giá ra tao đánh vào chính sách kênh phân phối. Và trong sản phẩm tao lấy điểm độc của tao là kiểu dáng. Không một cái gì nó không có. Cái gì à? Đằng này mồm cứ gạo. Sản phẩm mới tốt. Sản phẩm mới tốt đó là điển hình của thằng ngu. Bố mày còn mới tốt đúng không? Tào lao. Các chị nghĩ và các chị không phản biện chính mình cho nên chỗ chết rồi. Nó về ngày 20 tháng 10 thôi. Quên mua bông rồi, mua hoa rồi. Các chị à, về đến cửa mà không có hoa thôi, quả này dù rồi, dù đời à. Lúc này bố mày hoa gì vớ vẩn hết. Mày tao cần nhanh các bạn ạ. Cho nên tao gọi alo, mày tí tao giảm 10 giây tao mới về 10 giây đêm. Đúng 10 giờ đồ má chúng mày đứng cửa nhà tao. Hoa to nhất có thể, bất kể loại nào. Tao về nhà là phải có. Mở cửa con vợ tao thấy hoa trước, sau rồi thấy tao sau, nhanh. Đồ má. Tao cần hoa đẹp với hoa xấu đi. Mỗi thằng nó cần một cái. Cái gì à? Tao vào cửa ăn, tao cần mẹ gì món ăn. Mẹ bố mày vào bố học chi bộ chúng nó gì. Bố mày cần thái độ của con dành con. Tao nhìn cái mặt mày, tao nhìn đừng có ghét là tao bảo. Lại cứ tưởng là món em ngon lắm. Tao lâu.
bố mới có ăn được. Cho nên ở đây tí nữa chiến lược sản phẩm đã cho phân khúc nào và tốt được hiểu theo phân khúc đó, chứ không phải tốt theo trí tưởng tượng của chú. Wow. Tất cả những chiến lược này nó là chiến lược cộng chức năng, nó thành những cái tập và cứ thế mình làm. Thằng nhân sự bên kia công ty nó đuổi, mày đuổi thì tao nhận, vì cái tao cần là thế. Trường Doanh Nhân PR.